mọi người đã quay trở lại với kênh tin giải trí. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới trong ngày hôm nay. Đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để xem những video mới nhất nhé. Ngọc Trinh chạm mốc vòng eo 53cm khi xuống phố cùng Vũ Khắc Tiệp. Mới đây nhất, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã khoe những bức ảnh mình xuống phố vào cuối tuần cùng em gái thân thiết Ngọc Trinh. Theo đó, trải qua 3 tháng cách ly từ nhiều nơi, thì Vũ Khắc Tiệp mới có dịp tái họp với người đẹp gốc miền Tây. Hai anh em hẹn hò và nhanh chóng gây sự chú ý cùng diện trang phục tông xịt tông, áo trắng kết hợp với quần jean trông đơn giản nhưng cuốn hút. Cả hai có những bước đi khá thần thái, đồng điệu giữa phố. Hai anh em thân thiết này còn quay clip TikTok trên mạng xã hội, cười đùa vui vẻ khi khá lâu mới có dịp gặp lại nhau. Trong thời gian nghỉ dịch, Vũ Khắc Tiệp đã không quan tâm đến nhiều những lời bàn tán mà tập trung giữ gìn diện mạo bánh bao. Đến khi xuất hiện, anh vẫn giữ được thần thái của mình. Mỗi khi có dịp ra ngoài, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đều dành thời gian chăm chút diện mạo và lựa chọn trang phục sao cho thời trang nhất. Ngọc Trinh thích cái đẹp và buộc bản thân mình phải hoàn hảo, không được xề xòa. Dù có nhiều lời nhận xét Ngọc Trinh quá gầy, nhưng cô cảm thấy rất tự tin với vóc dáng mình sở hữu. Bản thân người đẹp không muốn bị tăng cân và bạn trai cũng thích cô giữ thân hình hiện tại. Chỉ ra vố sương sương với bản thân nhưng Ngọc Trinh đã diện hàng hiệu chó ngợp, túi xách 2,8 tỷ đồng, đồng hồ 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó áo crop top và quần jean cũng mang kiểu dáng lạ lẫm và thời trang. Không còn là vòng eo 56 như trước. Vòng eo hiện tại của Ngọc Trinh chỉ còn 53cm khiến nhiều người trầm trồ. Một bức ảnh cận cảnh vòng eo số 11 phẳng lì của Ngọc Trinh. Đây là mơ ước của nhiều người và cũng là động lực để nhiều người luyện tập. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.